Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Setup 88. Hôm nay thì trước mặt các bác đây là một siêu phẩm mới của dòng Titter. Đó là mẫu Titter Thunder R4700 tay ngang. Chiếc xe này thì hiện tại thì có 3 màu. Còn đây này, hôm nay là màu, đó là màu xám. Xám là màu lâu. Em nhìn đây là giống như màu xám thôi các bác nhé. Màu xám đen. Con này đều là size 48. Size 48 này, dòng ngang của nó sẽ là 53,5. Thì mẫu xe này thì cơ bản thiết kế thì em sẽ nói qua cho các bác, như dòng này sử dụng thiết kế khung carbon 18K, hệ thống dây phanh dây đề đều đi âm sườn. Đây, dây phanh dây đề đều đi âm sườn các bác nhé. Dây phanh dây đề đều đi âm sườn này. Đấy, ngoài ra thì xe có sử dụng đó là bộ chuyển động Shimano Tierra 4700, gồm gạt đề củ đề sau Shimano Tierra 4700 này, củ gạt đề trước Shimano Tierra 4700 này, đùi đĩa Retropack lưu style đời mới này. Xe sử dụng 10 tầng níp, 2 tầng đĩa, xích IPN, Mayer Retropack, căm là căm tròn này, căm tròn vành Retropack niềng 4cm và sử dụng nó xăm nút Innova Pro. Ngoài ra thì xe có sử dụng cụm phanh Retropack này, cọc yên carbon, Titter có hiển thị thông số đằng sau để các bác dễ dàng chỉnh chiều cao của yên này. Bê-đan Retropack, chạy bi bạc đạn các bác nhé, chạy bi bạc đạn. Yên Titter, yên Titter này, bô tăng ghi đông nhôm Titter, tay đề dùng tay đề Shimano Tierra 4700, tay phanh Evit, tay đề này, Shimano Tierra các bác nhé. Xe có sử dụng cụm phanh trước Retropack này, cụm phanh trước Retropack, Mayer trước Retropack. Đấy, Retropack chạy bi bạc đạn hết, càng carbon. Thì đây là màu xám, xám đất, gọi là xám đất thì cho dễ nhìn. Đấy, hiện tại chiếc xe này đang được bán trên website setup88.vn. Các bác nào có thể đặt hàng sớm chiếc xe này bằng cách alo hotline bên em 0933 522 186. Vì xe này số lượng rất là ít, nó chỉ còn 3 chiếc, mỗi màu có 1 chiếc thôi. Nên bác nào alo sớm hotline bên em sẽ nhận được giá ưu đãi chưa từng có trong đợt sale tháng 12 tháng 12. Đấy, đợt sale tháng 12 tháng 12 các bác nhé, nên sẽ nhận được giá ưu đãi rất là nhiều so với lại giá bán công bố. Đấy, nếu bạn nào mua xe hãy alo hotline bên em nhé, 0933 522 186. Vì đây số lượng xe rất là ít. Cảm ơn các bác dành thời gian để xem video. Xin chào các bác.